Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhỡ miệng với Tổng thống Biden với ý đồ gì? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ động đưa ra lời mời Tổng thống Hoa Kỳ Biden thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, khi ông Biden sắp thực hiện chuyến công du châu Á vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Điều này được chính ông Biden xác nhận khi ông nói với cử tri trong một cuộc vận động tranh cử vào tháng 7 năm 2023 rằng Tôi không nói đùa đâu nhé, chúng ta đã có Philippines và sắp tới đây sẽ có thêm cả Việt Nam lẫn Campuchia. Họ cũng đang muốn trở thành một phần trong sự kết nối của chúng ta. Do vậy, Tổng bí thư trọng trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trì việc đón tiếp người đứng đầu Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, một nhà nước nổi tiếng chống cộng, chống khủng bố đồng thời việc ông tổng thống mỹ biden chấp nhận cũng như đồng ý hội đàm tại trụ sở văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam là một cựu thù của hoa kỳ là một sự kiên định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giao bang giữa hai nước khi hội kiến tổng thống biden chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đề nghị hoa kỳ sớm hoàn tất thủ tục công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường truyền thông việt nam và hoa kỳ đều hồ hởi đưa tin màu hồng về chuyến thăm của tổng thống Biden, đặc biệt là về việc Việt Nam Hoa Kỳ đã đạt được sự thống nhất, đưa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên mức cao nhất, đó là mức đối tác chiến lược toàn diện. Các nhà chính trị gia Đông Nam Á thậm chí còn tung hô coi sự đột phá của quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam là bài học cho các quốc gia trong khu vực ASEAN về việc gác bỏ quá khứ, hướng tới tương lai. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn câu hỏi đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ hình thức hay thực chất đây. Trong lúc trước chuyến thăm, đa số các ý kiến cho rằng việc nâng cấp quan hệ chỉ mang tính hình thức với mục đích tạo cơ hội giúp cho Hà Nội tận dụng thị trường nguồn vốn cũng như công nghệ của Mỹ để phát triển kinh tế. Còn vấn đề hợp tác an ninh bảo vệ chủ quyền thì có tới gần như 100% sẽ cho rằng đây là con số không đến hôm nay kết quả thì đúng là như vậy. Tại sao lại kết luận như thế? Câu hỏi được đặt ra. Đơn giản, câu trả lời là tại thời điểm này, việc truy cập vào các trang vẹp như Đài Tiếng Hoa Kỳ tại Việt Nam vẫn không có kết quả, vẫn bị chặn tương lửa, không thể xem được. Ông Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Trên bảo, dưới không nghe, hay là Cộng sản nói và làm khác nhau đây. Hôm nay, trang web VOA chính thức của chính phủ Hoa Kỳ vẫn bị chặn tại Việt Nam. Vậy hiệp định đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa gì cơ chứ? Hay chỉ là chờ hiệu lực thôi? Ông Chủ tịch Quốc hội đã thất thố khi đề nghị Tổng thống Biden tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh. Nếu hiểu rằng trong đối ngoại, khái niệm đối tác chiến lược toàn diện là mối quan hệ ở mức cao nhất trong quan hệ song phương. Nó tương ứng với khái niệm đồng minh trong hợp tác quân sự. Nếu có kèm theo các hiệp ước tương hỗ bảo vệ lẫn nhau, hợp tác giữa hai nước, nghĩa là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ hiện nay là bước đầu tiến tới quan hệ đồng minh. Vậy mà, đài tiếng nói VOA của Hoa Kỳ vẫn bị Việt Nam chặn, không cho truy cập, thì đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ có ý nghĩa gì kia chứ? chuyện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào ngày 11 tháng 9 đã nhớ miệng khiến Tổng thống Biden biểu thị thái độ không hài lòng trước những câu hỏi mang tính khích bác của người đứng đầu, cơ quan luật pháp của nhà nước Việt Nam. Cùng lúc, Bắc Kinh đã lên tiếng xèm pha chỉ trích chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden chỉ là hình thức trong khi hai nước Cộng sản anh em vẫn tin cậy lẫn nhau. Họ đã nói như vậy. Với tiêu đề Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Tờ báo Người Đô thị, một trang báo ít người Việt Nam biết tới cho biết, chiều ngày 11 tháng 9 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ Biden. Và hội kiến, Tổng thống Biden, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng thống biden trong một sự kiện vào ngày mùng 10 tháng 9 tại Hà Nội tại sao trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 10 tháng 9 có đoạn khẳng định rất rõ ràng ngày mùng 8 tháng 9 năm 2023 Mỹ đã nhận được yêu cầu chính thức của Việt Nam đề nghị Mỹ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường Mỹ sẽ khẩn trương xem xét yêu cầu này của Việt Nam theo luật định. Do vậy người ta không hiểu, ông Vương Đình Huệ lại tái đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục công nhận Việt Nam là nên kinh tế thị trường để mà làm gì? Hay là ông Huệ muốn chơi đều, muốn khẳng định chủ nghĩa cộng sản đã chấm dứt ở Việt Nam với tổng trọng hay sao? Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Biden vào chiều ngày 10 tháng 9 đã khẳng định Việt Nam, Hoa Kỳ gác lại quá khứ để hướng tới tương lai thì Chủ tịch Vương Đình Huệ vẫn cố ý khơi lại câu hỏi với yêu cầu Tổng thống Biden là tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh để làm gì nữa nếu không gọi là hành động chọc ngoái bất nhã. Hình ảnh minh họa cho tờ báo Người Đô Thị cho thấy khi ông Huệ nói khuôn mặt của Tổng thống Hoa Kỳ thay đổi mà chỉ có từ tức giận mới đủ để miêu tả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhỡ miệng với Tổng thống Biden với ý đồ gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ Bác Hồ mong muốn gì mà lãnh đạo Việt Nam đòi hiện thực hóa Những người Cộng sản thích ăn mày quá khứ Đảng Cộng sản Việt Nam vận động liên tục việc học tập tư tưởng đạo đức lối sống của ông Hồ Chí Minh đã hàng chục năm nay Xong họ lại không nhắc đến phát biểu của ông Hồ Chí Minh về chống sùng bái lãnh tụ Theo đó, tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2 1951 ở Việt Bắc, ông Hồ Chí Minh khẳng định: "Bác, tức là ông Hồ Chí Minh, làm gì có tư tưởng, bác nói và hành động hoàn toàn theo tư tưởng của Stalin và Mao Trạch Đông. Ai có thể sai chứ các đồng chí Mao Trạch Đông và Stalin không bao giờ sai." Đây là một trong những bằng chứng về sự ăn không nói có của những người cộng sản. Bản thân ông Hồ Chí Minh đã khẳng định ông không có tư tưởng riêng, vậy thì bắt người ta học tập cái gì? Bài báo của báo Dân Trí nhắc tới phát biểu của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden, vào ngày 8 tháng 9, báo Dân Trí dẫn lời lãnh đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết rằng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden là cột mốc để thực hiện hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Truman vào năm 1946 phát biểu của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc chỉ là một nửa của sự thật, song cũng làm nhiều người nhớ lại sự kiện lịch sử. Đó là vào năm 1946 khi vừa mới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã chủ động viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ lúc đó là Henry Truman với hy vọng mở đường cho quan hệ Việt-Mỹ. Trước đó xuất hiện một tấm hình ảnh ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và các lãnh đạo Việt Minh chụp chung với biệt đội con nai Mỹ là nhóm đặc nhiệm tình báo thuộc cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ OSS. Đội con này được thành lập vào ngày 16 tháng 5 năm 1945 với nhiệm vụ chủ chốt là tổ chức huấn luyện quân sự, cung cấp hậu cần và y tế cho lực lượng Việt Minh của Hồ Chí Minh, đồng thời hợp tác với Việt Minh trong việc thu thập thông tin tình báo và chống Nhật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Điều này cho thấy ông Hồ và Việt Minh đã từng có sự hợp tác trong một thời gian ngắn với Mỹ trước tháng 8 năm 1945. Được biết, đề nghị của Hồ Chí Minh nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Truman vào năm 1946 không được phía Mỹ phản hồi, vì cơ quan tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy ông Hồ Chí Minh là Cộng sản. Ông Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Việt Minh với biệt đội Con Nai thuộc cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ vào năm 1945. Quả nhiên sau đó, với sự hậu thuẫn của Nga Xô và Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành chiến thắng trước người Pháp. Người Pháp thua trận buộc phải rút về nước. Lúc này, người Mỹ lập tức nhập cuộc thay thế người Pháp trong vai trò ngăn chặn làn sóng cộng sản đang lan rộng ở Đông Nam Á. Đó cũng là nguồn cơn của hơn 20 năm chiến tranh tại Việt Nam, từ năm 1954 cho đến năm 1975 với kết quả là hàng triệu người dân Việt Nam ở cả hai chiến tuyến đã bỏ mạng, đồng thời Hoa Kỳ và Việt Nam trở thành kẻ thù. Đến hôm nay, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Hà Nội, nhiều người nuối tiếc cho rằng do sự khờ khạo của lịch sử tạo ra, khiến Hoa Kỳ và Việt Nam đã phải trải qua những trang lịch sử đau thương, trở thành thù địch rồi bình thường hóa quan hệ và đến hôm nay lại quay trở lại thành đối tác chiến lược toàn diện dẫu biết rằng nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng Đại Bác. Xong hôm nay nhìn lại, rõ ràng ông Hồ Chí Minh đã có một lựa chọn sai lầm chết người. Đó là việc ông lựa chọn của chủ nghĩa Cộng sản đưa một chủ nghĩa lai căng không tưởng của Cộng sản Nga và Trung Quốc vào Việt Nam. Xong cái sai lầm thứ hai của ban lãnh đạo Việt Nam sau đó là cách đây 37 năm, đó là vào năm 1986, Bên bờ vực của sự chết đói, kiệt quệ, lãnh đạo Hà Nội đã nhận ra sai lầm của chủ nghĩa cộng sản và quyết định thực hiện công cuộc đổi mới mà bản chất từng bước rời bỏ mô hình Xô Viết. Khởi đầu là xóa bỏ kinh tế tập trung kế hoạch hóa, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sai lầm của họ là không cương quyết đổi mới triệt để, đổi mối luôn cả thể chế chính trị. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Biden lễ đón tiếp vào ngày 10 tháng 9 ở Hà Nội. Phải đến hôm nay khi Tổng thống Mỹ Biden đến thăm Việt Nam, thì người ta mới vỡ lẽ và mọi thứ đã vỡ hòa khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam và Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Dân chúng lại có hy vọng cả chính trị và kinh tế Việt Nam sẽ bước sang một chương mới trên cơ sở hợp tác với Hoa Kỳ ở mức độ cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Nhìn lại rõ ràng, người Việt Nam nhớ ơn Bác Hồ chỉ vì Bác đã biến dương tộc này thành con kiến bỏ quanh miệng chén hay sao? Để rồi mục tiêu chủ nghĩa cộng sản sau gần 70 năm lại quay trở về nền kinh tế tư bản thì có gì để gọi là hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ? nghĩa là Bác Hồ có công đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đi một vòng qua một chặng đường dài gian nan trách trở hàng triệu mạng người đã phải chết để trở lại điểm xuất phát ban đầu do đó ông Hồ Chí Minh và ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc kéo lùi lịch sử dân tộc gần một thế kỷ là điều không phải bàn cãi quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ Bác Hồ mong muốn gì mà lãnh đạo Việt Nam đòi hiện thực hóa? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de